Đây là một trong những cái cổ vật mà em gửi về cho một vị khách sưu tầm ở miền Nam. Những món đồ giá trị được bọc vàng này, tô trúc phụng này, tô trúc phụng. Và tô minh, đời nhà Minh năm 600 năm lành lạnh về bát tiên. Và cái tô này, cái tìm, tìm này là một trong những cái món đồ mà rất là giá trị mà em có duyên được sở hữu. Về diện tích trái lựu rất là đẹp. Tôm lê lành lạnh. Và đây là một trong những cái hồ lô hai bầu vẽ độc long đồ khang hy. Độc long khang hy. Đây là một cái bát úp này. Một trong những cái tìm cái bát úp vẽ mai điểu này. Chim hoa. Và đây là cái bầu rượu nậm vẽ độc long đồ khang hy, men trứng diệp trứng sáo rất là đẹp. Và đây là một cái nậm phượng đi một đôi chung với nhau rất là đẹp. Đây là toàn bộ những cổ vật mà gửi về miền Nam cho khách sưu tầm, một đồ rất là giá trị. Bác nào yêu thích thì cứ gọi điện trực tiếp với em để mình được hữu duyên những món đồ cổ có giá trị cao hoặc là hợp tài chính với tất cả các bác. Đây là toàn bộ cổ vật để về cho khách miền Nam này.